4 cách trị mụn bằng bã cà phê thần thánh, đánh bay mọi loại mụn. Cà phê chứa nhiều thành phần vitamin, có tác dụng như một loại kháng sinh, giúp làm sạch bã nhờn cho da, nhờ đó mà mang lại hiệu quả trị tự nhiên. Tuy nhiên, để đảm bảo cho một làn da sạch mụn, không bị hư tổn, bạn nên biết cách thực hiện đúng cách, tìm hiểu công thức trị mụn bằng bã cà phê qua bài viết dưới đây. Thứ nhất, trị mụn trứng cá với bã cà phê và sữa tươi không đường. Nguyên liệu: 1 thìa bã cà phê, 1 chén sữa tươi. Để làm ướt bã cà phê, cách làm: Bước 1, cho bã cà phê và sữa tươi đổ chung vào một bát sạch, trộn đều để ủ trong khoảng 5 phút. Bước 2, thoa đều hỗn hợp này lên da mặt để khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Như vậy, công thức trị mụn bằng bã cà phê và sữa tươi sẽ giúp giảm mụn, giảm sưng tấy do mụn gây nên. Bên cạnh đó, sữa tươi còn có tác dụng dưỡng ẩm, làm sáng da một cách tự nhiên, không chỉ giúp trị mụn mà những vết thâm do mụn để lại cũng được làm mờ một cách hiệu quả. Thứ hai, trị mụn bằng bã cà phê với hỗn hợp trứng, mật ong, muối và đường. Nguyên liệu cần có: 1 thìa bã cà phê, 1 thìa cà phê muối, đường và mật ong, 1 lòng trắng trứng gà. Cách thực hiện như sau. Bước 1, đầu tiên bạn trộn cà phê với lòng trắng trứng gà. Đây sẽ là một chất kết dính tự nhiên cho mặt nạ trị mụn. Bước 2, cho thêm mật ong vào hỗn hợp. Mật ong có tính sát khuẩn tự nhiên. Bước 3, cuối cùng cho thêm muối và đường. Hai loại nguyên liệu này có tác dụng tẩy da chết một cách tự nhiên. Bôi trực tiếp hỗn hợp này lên da để khô khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện công thức trị mụn bằng bã cà phê này đều đặn một tuần một lần, bạn sẽ cảm nhận được tình trạng mụn giảm rõ rệt. Thứ 3, trị mụn bằng bã cà phê và dầu dừa. Nguyên liệu: 1 thìa bã cà phê, 2 thìa dầu dừa. Cách làm như sau. Bước 1, trộn đều dầu dừa với bã cà phê thật đều lên. Bước 2, thoa một lớp hỗn hợp dầu dừa và bã cà phê lên da, để trong khoảng 15 phút rồi massage nhẹ nhàng. Thêm 5 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện công thức trị mụn bằng bã cà phê này một lần một tuần. Công thức này đặc biệt phù hợp với những ai có mụn đầu đen, cám. Bã cà phê có tác dụng làm sạch, thông thoáng lỗ chân lông. Còn dầu dừa thì có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng và hình thành các hắc sắc tố melanin gây thâm đen. Thứ tư, công thức trị mụn bằng bã cà phê với sữa chua không đường. Nguyên liệu: 1/2 hộp sữa chua không đường, 1 thìa bã cà phê. Cách làm như sau. Bước 1, cho bã cà phê vào 1/2 hộp sữa chua, trộn đều. Bước 2, thoa đều hỗn hợp này lên da để khoảng 15 phút và rửa lại bằng nước. Tương tự với những cách trị mụn bằng bã cà phê trên, bạn chỉ thực hiện một tuần một lần. Các khoáng chất vitamin A, B1, B2, vitamin E và các axit tự nhiên có trong bã cà phê và sữa chua sẽ có tác dụng làm sạch khuẩn, dưỡng da vô cùng hiệu quả. Đây cũng được biết đến là giải pháp làm trắng da tự nhiên, lành tính, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm. Ngoài những lưu ý kể trên, bạn đặc biệt lưu ý không áp dụng cho làn da có các vết thương hở trên da, bởi những hạt bã cà phê có thể khiến da của bạn chảy xước và làm tổn thương nhiều hơn. Thực tế, cách trị mụn bằng bã cà phê chỉ thích hợp cho da bị mụn nhẹ hoặc là những loại mụn đầu đen, mụn cám, mụn ẩn. Với tình trạng mụn nặng như viêm, mụn bọc, vân vân thì nên điều trị bằng phương pháp công nghệ cao theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Nhưng hy vọng những công thức làm đẹp da này có thể giúp ích cho bạn một phần nào đó. Chúc các bạn thành công!